Trong cái video này thì chúng tôi xin kính chia sẻ đến quý vị về cái hình ảnh cái tượng của Tỳ Hưu mà người ta đặt trước cái cửa của cái công trình. Thì đó đây là một cái khách sạn 5 sao. Đây là cái sảnh vào chính của cái khách sạn. Cũng khá là lớn đấy. Đó. Thì phía trước người ta đặt hai cái tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu thì người ta đặt phía trước các cái tòa nhà công sở làm việc hay là các cái tòa nhà khách sạn, nhà ở, thì để về mặt phong thủy á, là Tỳ Hưu sẽ hút tiền tài vào trong nhà, làm cho gia chủ, chủ đầu tư hay là các cái công ty trong các cái tòa nhà văn phòng được giàu có thịnh vượng. Cái này là cái chúng tôi quay từ thực tế, cho nên quý vị tham quan cái hình ảnh từ thực tế để mà áp dụng cho công trình của mình. Có thể là cái biên tập cải biên hiểu đính lại một chút để cho cái việc đặt Tỳ Hưu trong công trình của mình nó được tốt hơn. Đây là hai cái tượng Tỳ Hưu bằng đá, đá non nước, đá hoa cương, người ta chạm trổ cũng khá là tinh xảo. Thì trong truyền thuyết là Tỳ Hưu là cũng là một cái linh vật khá là nổi tiếng theo văn hóa của người phương Đông. Cái hình dạng của Tỳ Hưu là nó hơi giống kỳ lân. Và truyền thuyết người ta nói là Tỳ Hưu là con thứ 9 của rồng. Khi mà sinh Tỳ Hưu ra thì bị dị tật, cho nên là không có hậu môn. Thành thử là chỉ vài ngày sau thì Tỳ Hưu không sống được, gọi là về trời á. Ngọc Hoàng thấy Tỳ Hưu còn nhỏ nên đau xót và ban cho Tỳ Hưu là thành thần. Do không có hậu môn cho nên người ta quan niệm là Tỳ Hưu hút tiền tài vào nhưng mà không có ra, thành thử là bảo toàn được cái tài sản, cái doanh thu hay là các cái khoản lợi nhuận nó được chắc chắn. Đây, Tỳ Hưu thì giống như cái mặt thì giống như là con lăn vậy đó, nhưng mà nó lại có cái sừng, có sừng, có rau, mình to, mông to, mông to như là mông bò. Cái đây là trong các cái bài viết về phong thủy nha quý vị, chúng tôi chỉ đọc để quý vị tiện tham khảo thôi. Đó. Có cái đuôi dài mà người ta tiện, người ta chạm trổ, người ta cuộn lại đó. Không có hậu môn. Cũng truyền thuyết người ta nói là thức ăn của Tỳ Hưu là vàng bạc châu báu, nhưng mà có vào chứ không có ra. Đây là cái cửa chính vào cái khách sạn. Cửa khá là lớn và hai cái bức tượng Tỳ Hưu được đặt ở hai bên nhìn ra ngoài. Đây, chúng tôi quay cái quy mô cái tòa nhà cái để quý vị thấy cái mức độ hoành tráng để mà yên tâm tham khảo cái cách người ta đặt cái tượng Tỳ Hưu phong thủy phía trước. Tất nhiên là với những cái tòa nhà lớn như thế này, với những chủ đầu tư lớn thì người ta phải nghiên cứu rất là kỹ, người ta phải có chuyên gia phong thủy tư vấn trong cái việc bài bố
cái kiến trúc nội thất của toàn cái tổng thể công trình, và những cái tiểu tiết như là cái việc đặt tượng tỳ hưu, cái giá trước cửa cũng phải được tính toán cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Đây là một cái tòa nhà khách sạn 5 sao khá lớn của một cái thương hiệu khách sạn cũng nổi tiếng tại Việt Nam. Chúng tôi quay toàn cảnh một chút để quý vị yên tâm mà tham khảo thôi, chứ cái chính trong cái video này là chúng tôi giới thiệu về cái cách người ta đặt cái tượng tỳ hưu ở phía trước sảnh của công trình. Chúng tôi quay lại cái tượng tí để quý vị tham khảo lại theo cái góc nhìn từ ngoài vào. Cái đây là cái lối xe ô tô đưa khách vào ngay sảnh để khách xuống xe và vào khách sạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như là quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay được từ thực tế liên quan đến lĩnh vực xây dựng và hạ tầng kỹ thuật, rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị.